bọ trĩ hoa phát triển khả năng kháng cự với các loại hóa chất một cách hết sức nhanh chóng. Bọ trĩ hoa đã kháng cự được với một số hóa chất thường được nông gia sử dụng. Do đó, điều hết sức quan trọng là quý vị phải vô cùng cẩn thận khi lựa chọn hóa chất để ngăn chặn sự lây lan của bọ trĩ hoa. Khi sử dụng thuốc trừ sâu bọ, quý vị phải chắc chắn rằng quý vị đã phun thuốc đều khắp lên hoa màu của quý vị. Đối với các dụng cụ dùng để phun thuốc trừ sâu bọ, quý vị cần phải thường xuyên kiểm tra, đồng thời định lượng trước để dùng nó một cách chính xác. Quý vị phải làm như vậy để bảo đảm rằng các dụng cụ phun thuốc vẫn hoạt động hữu hiệu. Diệt bọ trĩ hoa bằng thuốc trừ sâu bọ rất là phức tạp vì trong nhiều giai đoạn khác nhau trong chu kỳ sống của bọ trĩ hoa, thuốc trừ sâu bọ chỉ có tác dụng giới hạn đối với chúng mà thôi. Hóa chất không gây hề hấn gì cho các trứng đẻ trên lá. Tuy nhiên, khi ấu trùng nở ra, chúng sống và ăn mặt ngoài của cây. Vì thế, trong giai đoạn này, chúng dễ dàng bị hóa chất tiêu diệt hơn là lúc còn là trứng nằm trên lá rất nhiều. Đến giai đoạn biến thành nhộng, có một lớp vỏ dày bao bọc, chúng lại ẩn mình trong lớp rác lá cây. Nói chung, trong giai đoạn này, xịt thuốc trừ sâu không ích lợi gì. Một khi đã trưởng thành, bọ trĩ lại ăn mặt ngoài của cây và do vậy chúng dễ bị tiêu diệt hơn. Bởi vì chúng thích ở những nơi yên tĩnh và kín đáo. Do đó, quý vị phải phun thuốc thật đều khắp mọi nơi để thuốc có thể tới được chỗ ở của chúng. Để đạt được kết quả hữu hiệu nhất, quý vị phải tiêu diệt bọ trĩ hoa khi chúng còn đang trong giai đoạn ấu trùng và giai đoạn trưởng thành. Quý vị phải phun thuốc xen kẽ theo đúng chu kỳ phát triển của bọ trĩ. Khoảng cách thời gian giữa các lần phun thuốc trừ sâu tùy thuộc vào nhiệt độ. Mỗi đợt phun thuốc trừ sâu, quý vị phải phun 3 lần kế tiếp nhau và mỗi lần phải cách nhau một khoảng thời gian thích hợp. Sau 3 lần phun thuốc, quý vị lại phải kiểm tra số lượng bọ trĩ. Nên nhớ rằng, sau khi phun, quý vị cần phải chờ vài 3 ngày mới có thể thấy rõ hiệu quả hoàn toàn của thuốc. Nếu thấy rằng cần phải phun thêm một đợt thuốc nữa, quý vị hãy sử dụng loại hóa chất nào khác với nhóm hóa chất vừa sử dụng để tránh được tình trạng bọ trĩ lờn thuốc. Sau đợt phun thứ nhì, quý vị không cần phải phun thêm lần nào nữa trong vòng ít nhất từ 2 tới 3 tuần lễ. Nếu qua sự theo dõi, quý vị thấy rằng cần phải phun sớm hơn thời hạn 2 hoặc 3 tuần lễ vừa đề cập. Điều này có thể có nghĩa là bọ trĩ đã lờn với loại thuốc trừ sâu quý vị đang sử dụng, hoặc quý vị đã phun không đúng cách, hay các biện pháp tiêu diệt côn trùng bằng cách sử dụng những phương pháp không dùng hóa chất đã không thích đáng. Quý vị phải sử dụng loại hóa chất mới, hoặc quý vị cần phải áp dụng phương pháp khác để ngăn chặn đà lây lan của sâu bọ. Phải mất nhiều thời gian và công sức hoạch định mới có thể ngăn chặn được đà lây lan của bọ trĩ và virus bệnh cà rũ lá. Thế nhưng, đây là điều quý vị có thể làm được. Trong giai đoạn này, sự cố vấn của các chuyên viên có thể giúp quý vị tiết kiệm được thời giờ và tiền bạc rất nhiều.